Xin chào chiến binh chưa anh em, mình là Eric. Trong video lần trước mình đã giúp được các bạn, chúng ta đã cùng nhau gọi là làm cái phần upload file. Cụ thể ở đây thì các bạn có thấy rằng là giao diện thì ở cuối video lần trước thì trước khi để code lên GitHub thì mình đã design lại giao diện một chút. Các bạn có thấy rằng ngay trang home này thì mình cũng cho ba cái nút này, nó thẳng hàng một chút này. Ngoài ra thì về phần upload file thì mình đã chia bố cục rõ ràng như thế này. Thì ví dụ như rằng ở đây thì mình sẽ upload nhiều file một lúc nha các bạn nha. Mình upload nhiều file một lúc này, hai file chẳng hạn, và mình nhấn upload. Thì các bạn thấy rằng là chúng ta vẫn upload bình thường nha. Ví dụ như rằng là mình upload nhiều file, gọi là ở đây thì mình đang set max là 3 file. Thì ví dụ như rằng là mình upload 4 file thì mình đã giúp các bạn gọi là tìm hiểu về một cái khái niệm, đấy chính là middleware, đúng không các bạn? Cũng như rằng là mình nói rằng là mình sẽ dạy các bạn về middleware. Thì hôm nay trong video này thì chính là cái bài mình sẽ gọi là chúng ta sẽ đi sâu hơn về middleware, cũng như rằng là để tìm hiểu cái thằng middleware trong cái thằng Node.js là gì nha. Thì nếu như đây là lần đầu tiên các bạn theo dõi video của mình, các bạn có thể biết rằng channel của mình là Hỏi Dân IT. Thì trên channel của mình có tạo một cái playlist, đấy chính là tự học Node.js cơ bản từ A đến Z cho người mới bắt đầu. Thì những video mới mình sẽ cập nhật vào bên trong cái playlist này, cũng như rằng là mình đã đánh số thứ tự từ thăng 0 cho đến thăng N. Thì đây chính là trình tự các bạn theo dõi cái khóa học này nha. Thì ở đây thì bài học của chúng ta chính là cái bài 16 này. Bài thứ 15 thì nó hơi dài một chút bởi vì rằng là mình sẽ cần phải chia thành hai phần. Yeah, các bạn sẽ cần phải xem hết hai phần này trước khi chúng ta đến cái phần middleware nhé. Thì ở đây thì mình đã chuẩn bị sẵn một cái gọi là một cái slide nhanh rồi để chúng ta có thể tìm hiểu nhanh về thằng middleware nha. Rồi, thì ở đây thì câu hỏi đầu tiên các bạn cần phải đặt ra ấy, thì sẽ chính là cái câu hỏi rằng là cái gì là middleware, đúng không các bạn? Thì câu chuyện là như thế này. Bình thường ấy, khi các bạn gọi là sử dụng một ứng dụng website, mình sẽ minh họa bằng ứng dụng website cho nó đơn giản nha. Sau này thì các bạn dùng ứng dụng di động cũng vậy, hay là các bạn dùng các bạn dùng chơi game cũng vậy, chúng ta đều có những khái niệm giống, gọi là về tư duy là nó giống hệt nhau thôi các bạn. Thì đây thì mình gọi là minh họa từ phía gọi là browser, tức rằng là phía front end này, tức rằng là các bạn dùng Google Chrome hay là các bạn dùng cốc, hay là các bạn dùng cái gì cũng được, miễn sao nó gọi là browser. Và đấy thì các bạn truy cập vào ứng dụng website của chúng ta, đúng không? Thì mình minh họa ví dụ như rằng là các bạn vào cái gọi là localhost cổng 8080, tức là ứng dụng gọi là ứng dụng Node.js của chúng ta. Thì mỗi một lần mà các bạn vào một đường link ấy, bản chất của nó rằng là nó sẽ gửi một cái request lên phía server, đúng không các bạn? Các bạn sẽ gửi một cái request lên server backend Node.js của chúng ta. Và sau đấy thì gọi là cái server backend Node.js của chúng ta nó gửi phản hồi, thì nó sẽ giúp các bạn gọi là hiển thị lên giao diện. Thì thằng middleware ấy, thì ngay cái tên gọi các bạn này, từ middle tức là đứng giữa các bạn ạ, thì cái where này giống như là một cái phần mềm thôi. Thì middleware bản chất của nó đấy chính là một cái function, một cái hàm mà các bạn viết trên phía server nha các bạn. Tức rằng là các bạn sẽ cần phải viết trên server phía gọi là phía Node.js của chúng ta, và nó sẽ gọi là cái thằng đứng vào giữa này. Các bạn thấy rằng ở đây mình có một cái mũi tên là mũi tên hai chiều. Thì thằng middleware nó là như thế nào? Nếu như rằng là cái yêu cầu của bạn ấy mà nó gọi là nó sẽ cần phải xử lý cái đống code trong middleware này, nó thấy là hợp lệ, thì các bạn sẽ cho nó đi đến tiếp, tức rằng là chúng ta sẽ xử lý một cái request bình thường, tức rằng là các bạn sẽ cho nó đi tiếp đến server, sau đấy rằng là nó sẽ gửi response trở lại. Còn trong trường hợp rằng là cái request của bạn không hợp lệ chẳng hạn, thì chúng ta sẽ chặn luôn, chúng ta sẽ không cho đến gọi là đến server nữa, và các bạn sẽ gọi là cái chiều mũi tên ngược lại, chúng ta sẽ gửi lại response cho người dùng luôn. Thì đây là nôm na về middleware nha. Thì các bạn yên tâm rằng là lát nữa thì chúng ta sẽ bắt tay vào gọi là xây dựng những cái middleware đơn giản cho đến khi phức tạp nha. Thì như mình đã đề cập thì bản chất của middleware chính là một cái function, đúng không các bạn? Thì ở đây các bạn này, thì khi mà các bạn dùng thằng express ấy, thì các bạn viết cái kiểu giống như rằng là app.use, tức rằng các bạn có từ khóa use ở đây này. Thì tức rằng là các bạn đang sử dụng một cái middleware. Tương tự khi mà các bạn có thể dùng thằng middleware này, các bạn có thể dùng middleware khi các bạn viết với cái router của chúng ta ấy. Khi mà chúng ta ví dụ như hôm trước rằng là mình đã chia sẻ rằng là cái motor ấy, tức là cái thư viện upload ảnh, thì bản chất của nó cũng là một middleware thôi. Thì các bạn lưu ý một điều rằng là khi mà chúng ta viết một middleware ấy, thì một ứng dụng ấy, trong thực tế thì một ứng dụng nha các bạn, trong thực tế một ứng dụng các bạn có rất nhiều middleware. Thì middleware đối với thằng Node.js hay là các bạn dùng với thằng Express cũng vậy, thì nó sẽ gọi là chạy lần lượt nha các bạn, tức rằng là nó sẽ chạy từ top to bottom, tức là từ trên xuống dưới nha. Tức rằng là cái nào mà gọi là các bạn code trước thì nó sẽ chạy trước, nó sẽ xếp theo thứ tự mà các bạn định ấy, chứ không phải rằng là nó chạy lung tung đâu nha. Thì ở đây thì ví dụ cụ thể trong thực tế thì các bạn có thể gặp những cái middleware nào. Thì đầu tiên gọi là cái dễ nhất thì sau này các bạn đi làm thì cái việc gọi là logging, cái gọi là chúng ta sẽ cần phải đặt log các bạn ạ. Tức là đặt log để biết được rằng là cái request từ phía gọi là phía server, từ phía gọi là client gửi lên nó bao gồm những thông tin gì ấy. Thì các bạn sẽ cần phải có một cái log. Thì ở đây thì chúng ta có thể gọi là sử dụng một cái logging middleware để có thể gọi là ghi lại thông tin mà người dùng gửi lên.
thì tại sao chúng ta lại cần phải ghi lại thông tin người dùng gửi lên? Câu chuyện nó là như thế này các bạn này, sau này mà các bạn có thời gian đi làm ấy, thì khi mà các bạn triển khai một ứng dụng ấy, tức rằng là các bạn không thể biết được rằng là người dùng nó thao tác như thế nào cả. Tuy nhiên rằng là một khi nó báo lỗi ấy, thì chúng ta sẽ cần phải có cách để gọi là check xem lỗi ở đâu, đúng không các bạn? Thì để biết được lỗi ở đâu thì bắt buộc các bạn cần phải gọi là xử lý trên phía server của chúng ta. Thì khi đấy thì cái công cụ gọi là chúng ta sẽ cần phải đọc log đấy các bạn, tức là logging ấy, tức là chúng ta sẽ cần phải đọc những cái file gọi là nó truy vết xem là người dùng đã làm được những cái gì rồi. Thì đấy là lý do tại sao chúng ta cần một cái logging nha. Ngoài ra thì các bạn sẽ cần một cái đấy chính là authentication middleware, tức rằng là chúng ta sẽ cần phải check xem là người dùng có quyền hay không. Thì cái này gọi là nổi tiếng nhất thì chúng ta có một cái là JWT, tức là JSON Web Token ấy. Thì chúng ta mỗi một lần các bạn request gửi lên server ấy, chúng ta sẽ cần phải check xem là cái token người dùng gửi lên ấy nó có hợp lệ hay không này. Sau khi đã hợp lệ rồi thì các bạn sẽ cần phải check thêm quyền nữa, xem là người dùng có được truy cập đến API đấy theo quyền hay không. Thì đấy là lý do tại sao chúng ta có một cái đấy chính là authentication check middleware nha. Ngoài ra thì các bạn trong cái gọi là mình đã giúp các bạn rồi, đấy chính rằng là chúng ta sẽ cần phải dữ liệu của chúng ta sẽ xử lý dưới kiểu JSON. Thì hôm trước thì mình đã giúp các bạn khi chúng ta làm việc với gọi là thằng thằng REST API đấy các bạn có còn nhớ rằng là chúng ta sẽ cần phải đối với method post đấy, thì các bạn sẽ cần phải cấu hình một cái express.json cũng như là URL encode các kiểu con là điểu ấy. Thì đấy gọi là một cái middleware nha. Và một cái nữa thì hôm nay thì mình sẽ giúp các bạn một cái middleware đơn giản nha, đấy chính rằng là mình sẽ giúp các bạn viết một cái gọi là 404 not found nha, tức rằng là khi mà các bạn vào một cái đường link mà trên server của chúng ta không có thì chúng ta sẽ dùng ngay một cái middleware để cho nó handle nha. Thì bây giờ thì để cho cụ thể cũng như rằng là để cho các bạn dễ hình dung thì mình sẽ gọi là bắt tay vào code để xây dựng một cái middleware nha. Thì bây giờ thì mình sẽ quay lại code này. Thì hôm trước thì mình sẽ đóng hết cái đống sheet này lại và mình sẽ mở lại một cái file đấy chính là file web nha các bạn. Các bạn có thể thấy rằng là đây, như mình nói rồi, đây chính là một cái middleware các bạn này. Bản chất middleware là một cái function, thì đây chính là middleware này, nó nằm ở giữa nha các bạn đây này. Tức rằng là trước khi gọi là cái file gọi là home controller của chúng ta nó chạy vào cái hàm gọi là handle upload multiple files ở đây ấy, thì nó sẽ cần phải chạy qua middleware nha các bạn. Nếu như rằng là middleware nó không chạy qua được thì nó sẽ không bao giờ chạy được đến cái file này. Thì lát nữa thì mình sẽ giải thích cụ thể hơn về cái trường hợp chúng ta viết một cái middleware như thế này. Thì bây giờ thì mình sẽ giúp các bạn gọi là viết một cái middleware gọi là để xử lý cái trường hợp gọi là chúng ta gọi là vào cái trường hợp là 404 not found nha các bạn. Thì ở đây thì các bạn để cho mình này. Hôm trước ấy thì cái file web này chính là cái router chúng ta gọi là đẩy vào một cái tầng trong rồi. Thì trước khi gọi là bắt tay vào viết ấy, thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách các bạn tìm tài liệu nha. Thì tài liệu chính thống thì các bạn sẽ gõ như thế này cho mình này. Các bạn mình sẽ back lại nha. Các bạn chỉ cần gõ cái keyword là Express Middleware, bởi vì rằng là chúng ta đang sử dụng với cái framework Express. Còn sau này thì nếu các bạn gõ Node.js thì nó khá chỉ là chung chung. Chúng ta phải cụ thể. Các bạn nhớ cho mình rằng là Node.js là một platform, nó là môi trường thôi các bạn. Nó không có cái gì để cho các bạn làm cả. Thành ra rằng sau này ấy, các bạn muốn search middleware thì bắt buộc các bạn phải search theo framework. Các bạn học Next.js, các bạn học CLJS, các bạn học Express hay là cái gì thì tùy các bạn sẽ thêm cái tên framework vào. Sau đấy là các bạn thêm từ middleware. Thì ở đây thì mình đang hướng dẫn các bạn dùng Express, thì các bạn có thể gọi là xem gọi là thằng Express nó dùng như thế nào, thì các bạn có thể nhấn vào đây nha. Thì các bạn có thể lướt nhanh ở đây này, đây này. Thì nó có những cái tầng gọi là application level middleware này. Ngoài ra rằng thì nó có một tầng đấy chính là router level middleware. Thì cái tầng ở ngoài đây các bạn này, các bạn mở cho mình cái file server.js nha. Thì cái tầng này chính là cái app middleware, bởi vì rằng là chúng ta đang khai báo thằng Express app ở đây. Còn cái tầng ở bên trong này các bạn này, bởi vì rằng là chúng ta gọi là dùng cái thằng router. Đấy là lý do đây chính là tầng chúng ta sử dụng là router middleware nha. Thì thông tin thì các bạn có thể tìm thêm tại đây nha. Chúng ta có rất nhiều thông tin ở đây, cũng như rằng là cách viết như thế nào rồi sử dụng một cái thư viện thứ ba như một middleware. Chúng ta sử dụng cái thằng motor đấy các bạn, thì đấy chính là một cái third party middleware nha. Thì lát nữa thì nếu đủ thời gian thì mình sẽ giúp các bạn gọi là chúng ta sẽ tích hợp một cái thư viện cũng khá chỉ nổi tiếng, đấy chính là Morgan, một cái thư viện giúp các bạn có thể đặt log trên cái từng cái request các bạn gửi lên server. Các bạn có thể thấy rằng là hàng tuần nó có khoảng 2,3 triệu lượt tải, cũng khá chỉ nhiều nha. Thì những cái thư viện mà nó đã gọi là từ 100.000 đến gọi là cả triệu lượt tải một tuần đấy các bạn, thì chúng ta gọi là nên xem xét và học cách sử dụng nha. Bởi vì rằng là nó có rất nhiều người sử dụng thì chứng tỏ một điều rằng là nó phải dùng được, cũng như rằng là nó giải quyết được một vấn đề gì đấy mà người ta mới sử dụng nhiều như vậy, đúng không các bạn? Thì ở đây thì các bạn thấy rằng là tài liệu thì mình đã hướng dẫn các bạn cách tìm tài liệu rồi nha. Thì ở đây ấy, thì để gọi là dĩ nhiên rằng là để tối ưu code ấy, thì chúng ta sẽ gọi là chúng ta sẽ viết bên trong cái file web này. Tuy nhiên rằng là như mình đã nói rồi, thì cái ở đây các bạn này, cái mà app use express url encode này cũng app.use express.json ấy,
Chính là trường hợp này các bạn này, chính là một cái middleware để gọi là có thể gọi là chuyển dữ liệu của bạn, gọi là dữ liệu. Các bạn hình dung rằng là trong cái request gửi lên server ấy, nó có rất nhiều thông tin. Bạn nào mà không tin mình ấy, các bạn có thể dùng câu lệnh là console.log cái request ra. Đây này. Các bạn sẽ vào ngay cái file controller ấy, các bạn ấy, ngay đầu hàm ấy các bạn này. Mỗi một lần ấy, các bạn mà muốn xem là request có những cái gì, các bạn sẽ console.log cái request ra cho mình. Các bạn sẽ thấy rằng nó có tỷ thông tin ở trong này. Thì giống như hôm trước thì mình giúp các bạn gọi là khi các bạn gọi là tạo mới người dùng ấy, thì mình có giúp các bạn in ra một cái biến, đấy chính là request.body đúng không các bạn? Thì việc mà các bạn dùng một cái middleware thì nó sẽ gọi là convert dữ liệu cho các bạn sang kiểu JSON, tức rằng là chúng ta sẽ dùng dưới dạng object thì chúng ta gọi là sẽ xử lý dữ liệu dễ dàng hơn thôi. Thì đấy là lý do tại sao mà bên cái file này các bạn này, bên cái file server này thì mình cần phải config cái đoạn này nha. Thì đấy là lý do nha. Rồi, thì đây gọi là một cái middleware đơn giản và các bạn thấy rằng là mình đã sử dụng ngay từ đầu khi chúng ta gọi là vừa khởi tạo app express thì mình đã chèn cái này vào rồi nha. Sau đấy thì các bạn thấy rằng là mình không hề viết một cái middleware gì nữa. Và ở đây thì các bạn thấy rằng là mình đã gọi là chạy vào file route các bạn này, tức rằng là chúng ta sẽ khai báo route. Thì bây giờ thì mình sẽ viết middleware bên trong cái router của chúng ta nha. Thì ở đây thì các bạn thấy rằng là ở đây, cái đống route của chúng ta thì web của chúng ta, cái đống sheet thì mình đã khai báo ở đây rồi. Thì bây giờ thì mình sẽ định nghĩa một cái trường hợp khi mà các bạn gọi là chúng ta sẽ rơi vào một cái trường hợp, đấy chính rằng là tức là trong cái trường hợp gọi là các bạn hình dung rằng là chúng ta không có gọi là vào một cái đường link là 404 not found ấy, thì chúng ta phải làm thế nào đúng không? Thì bên này các bạn này, các bạn để ý cho mình rằng là khi vào cái đường link 404 not found thì dĩ nhiên rằng là chúng ta không thể khai báo ở trong cái router này được. Bởi vì rằng là cái đường link nó không có thì làm sao mà thằng router nó có thể handle đúng không các bạn? Thì như vậy thì mình sẽ viết ngay bên trong cái file server nha các bạn. Thì ở đây nha, thì trước khi gọi là các bạn viết ở đâu cũng được, tuy nhiên rằng là nó sẽ theo cái nguyên tắc gọi là nó sẽ chạy từ trên xuống dưới đúng không các bạn? Thì ở đây thì mình sẽ viết một cái nha các bạn. Thì mình sẽ ghi một cái nha, mình sẽ viết một cái gọi là handle này. Mình sẽ viết một cái là handle 404 nha, 404 not found. Ok chưa? Rồi. OUD. Rồi. Thì ở đây thì mình sẽ ghi một cái app nha các bạn, để sử dụng một cái middleware mà ở gọi là ở level của app ấy các bạn. Thì các bạn sẽ là app.use nha. Thì lát nữa thì mình sẽ gọi là nói rõ hơn về một cái middleware khi các bạn sử dụng ở router nha. Chúng ta sẽ viết một cái middleware ở đây thôi. Rồi, thì ở đây thì các bạn sẽ gọi là khi các bạn dùng một cái middleware, bản chất của nó thì nó sẽ có hai tham số. Thường dùng nhất là các bạn sẽ có hai tham số là request và response. Bởi vì những cái hình ban đầu đó các bạn này, bản chất của middleware là nó là thằng đứng giữa, cũng như rằng là nó tiếp nhận một cái request các bạn gửi lên, và cũng như rằng là nó cũng gọi là chịu trách nhiệm, gọi là nếu mà có response thì nó cũng cần phải xử lý luôn đúng không các bạn? Thì ở đây thì mình sẽ truyền vào hai tham số là request và response nha. Rồi, ngay cả request và response cũng là middleware đấy các bạn, nếu như rằng các bạn đọc sâu vào. Thì ở đây thì chúng ta sẽ làm gì? Dĩ nhiên rằng là khi mà các bạn gọi là vào cái gọi là đây này, các bạn hình dung cho mình ấy, khi mà các bạn vào cái gọi là nếu mà các bạn vào một cái đường link bình thường ấy đúng không các bạn? Các bạn vào một cái đường link bình thường thì gọi là ngay trong cái của chúng ta đây này, chúng ta sẽ chạy vào controller, và trong hàm controller nó có cái đoạn gọi là return đấy các bạn. Đây này, trong mỗi hàm controller của chúng ta có một cái đoạn là return response.send ấy. Thì bây giờ thì ngay ở đây các bạn này, bởi vì rằng là nếu mà mọi thứ nó chạy bình thường đúng không, thì nó sẽ gọi là ngay cái trong cái hàm gọi là router của chúng ta nó đã phát ra khỏi đống code rồi, thì không bao giờ nó chạy được đến cái middleware của chúng ta. Còn trong trường hợp mà các bạn vào một cái đường link gọi là cái server của chúng ta không có ấy, thì bắt buộc nó sẽ chạy vào cái middleware này. Thì mình sẽ return nha các bạn, return response.send nha. Bây giờ thì mình sẽ gửi lại cái trang là 404.ejs nha. Ok chưa? Mình sẽ gửi lại cái trang này nha. Rồi, mình nhấn Ctrl S nha các bạn. Thì bây giờ thì mình sẽ cần phải đi tạo cái file gọi là trong cái file ở trong file view của chúng ta nha. Mình sẽ tạo thêm một cái file đấy chính là 404.ejs nha các bạn. 404.ejs. Rồi, ở đây thì mình sẽ tạo nhanh một cái file document từ doc enter. Rồi, thì mình sẽ đổi tên là 404 not found. Rồi, thì ở đây thì trong cái này thì mình chỉ cho nó một cái thẻ h1 thôi, h1. Mình sẽ h1, mình đang gọi là đang bật cap lock, thì ở đây thì mình sẽ cần phải gõ lại ở đây h1 của chúng ta. Rồi, tại sao máy tính mình mà mình đang gõ cap lock? Rồi, máy tính của mình nó hơi bị lỗi một chút, các bạn thông cảm một chút nha. Thì mình sẽ cần phải gõ lại cái thẻ h1 của chúng ta. Rồi, mình sẽ ghi một chữ là 404 thôi, not found, tương tự như thế này thôi nha. Một cái dòng chữ đơn giản để chứng tỏ rằng là chúng ta gọi là cái đường link này không thấy. Còn các bạn muốn customize như thế nào, cũng như rằng là làm sao cho nó đẹp ấy, ở đây thì mình sẽ copy cái này các bạn này. Mình sẽ copy lại cái đường link style sheet của gọi là cái trang W3 School ấy, để cho nó chỉnh cái font size.
có cái thẻ add H1 cho nó đẹp một chút. Rồi, như vậy rằng là mình thêm một cái đường link như thế này nha các bạn nha. Ok chưa? Thì bên trong cái server của chúng ta ấy, thì nếu như rằng không có cái gì thì nó sẽ trả ra cái trang là 4 là 4 not found cho mình nha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ test nha các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ gọi là mình reload lại cái đường link này nha các bạn. Các bạn thấy rằng là mọi chuyện nó bình thường đúng không? Chúng ta vào những đường link gọi là ứng dụng của chúng ta vẫn chạy bình thường này. Tuy nhiên là bây giờ mình sẽ gạch chéo nha các bạn, mình sẽ gõ một cái đường link chắc chắn trên server chúng ta không có nha. Và mình nhấn enter này. Các bạn có thấy rằng là bây giờ chúng ta gọi là sorry các bạn nha. Không phải là cái hàm gọi là mình đã chạy được vào cái middleware của chúng ta rồi. Tuy nhiên rằng là mình đang dùng sai cái hàm, không phải là send, sorry các bạn. Mình ở đây thì mình sẽ là render nha các bạn. Đấy. Rồi, bây giờ thì nó sẽ render ra file view nhìn cho nó đẹp. Rồi. Thì mình nhấn Ctrl+S để cho project chúng ta chạy rồi. Thì mình sẽ quay lại nha, mình sẽ refresh này. Các bạn thấy rằng bây giờ chúng ta có một cái chữ là 404 not found thì mình sẽ cho nó một cái inline style ở đây nhìn cho nó đẹp nhá. Ở đây thì mình sẽ cho nó một cái style này. Mình không khuyến khích các bạn dùng inline style nha. Tuy nhiên rằng là ở đây thì các bạn sau này thì dĩ nhiên các bạn nên code trong cái file CSS, còn ở đây thì để cho nhanh thì mình sẽ gọi là thêm một cái padding 15 pixel nha. Ở đây để cho chúng ta nhanh ấy, thì mình sẽ code trực tiếp luôn, bởi vì rằng là đây là khóa Node.js chứ không phải là một cái khóa React hay là phải dạy các bạn làm về giao diện thì mình mới có thể dùng thế này nha. Mình quay lại và mình refresh, các bạn thấy rằng bây giờ nó đẹp hơn một chút rồi nha, nhìn nó tách ra một chút. Thì đây gọi là thực tế đấy các bạn, thực tế là chúng ta sẽ làm như thế này chứ không phải rằng là mình hướng dẫn các bạn chơi đâu. Thì bây giờ thì mình sẽ giải thích code nha. Thì như mình đã chia sẻ, bản chất của middleware rằng là chúng ta sẽ chạy từ trên xuống dưới đúng không các bạn. Thì nó sẽ có nhiều lớp, gọi là ở đây thì chúng ta đang dùng ở gọi là cái tầng ngoài cùng ấy, cái tầng to nhất, đấy chính là các bạn dùng middleware ở tầng app nha. Thì ở đây thì các bạn thấy rằng như mình đã nói rồi, các bạn đã khai báo app thì tức rằng là chúng ta gọi là đang sử dụng ở tầng app này. Ở đây thì các bạn thấy rằng là chúng ta đã sử dụng ngay một cái middleware ngay ở đầu. Thì cái middleware này nó có một tác dụng duy nhất thôi, đấy chính là sẽ chuyển dữ liệu của bạn sang kiểu JSON thôi. Các bạn thấy cho mình cái từ JSON ở đây để cho các bạn nhớ này. Rồi, thì chúng ta cần cái này khi chúng ta gọi là khi các bạn tạo dữ liệu ấy, hôm trước rằng là khi mình tạo mới người dùng ấy, bạn nào không tin thì các bạn có thể xem lại video lần trước nha. Nếu như rằng là chúng ta không config cái middleware ở đây thì chúng ta không thể lấy được dữ liệu, thì đấy là lý do tại sao chúng ta cần cái middleware này. Thì ở đây thì khi nào thì nó ra cái trường hợp 404 not found. Dĩ nhiên rằng là khi các bạn vào một cái đường link ấy, các bạn vào một cái đường link ở đây này, ví dụ mình gõ ở đây, mình sẽ gõ một cái đường link hoàn toàn mới này, thì nó cũng là 404 not found thôi. Thì khi các bạn vào một cái đường link ấy, bản chất của nó rằng là nó sẽ cần phải chạy vào router đúng không các bạn. Khi các bạn vào một cái đường link thì nó sẽ cần phải gọi là nó sẽ cần check xong cái đống route của các bạn này. Ví dụ ở đây thì mình sẽ mở cái file web nha, thì nó sẽ quét xong cái đống cái route này của các bạn, nó không hề thấy cái đường link mà trên cái đường link URL ấy, thì nó sẽ gọi là chạy tiếp, gọi là sau khi mà nó quét rồi nó không thấy đúng không các bạn, thì nó sẽ chạy tiếp trong cái file này, thì nó sẽ gặp ngay cái middleware của chúng ta. Và các bạn để ý cho mình là cái middleware của chúng ta có một cái hàm, đấy chính là hàm return. Thì khi mà các bạn có một cái keyword return ấy, thì nó sẽ biết rằng là đống code của bạn sẽ không chạy nữa. Thì ở đây thì khi nó chạy vào middleware này thì ngay lập tức thì chúng ta sẽ có một cái là 404 not found. Các bạn lưu ý rằng là chúng ta bắt buộc phải đặt cái hàm này tại đây. Nếu như rằng là các bạn đặt lên trước đây này, các bạn đặt lên trước cái gọi là ở đây này, mình sẽ thử nha, mình sẽ thử cái này, mình sẽ đặt lên trước cái khi mà các bạn init web browser nha. Mình sẽ nhấn Ctrl+S cho các bạn xem này, mình đặt lên trước rồi nha. Mình nhấn Ctrl+S và cho nó chạy lại này, thì cái project của mình thì nó chẳng sao mà chắc là mình do mình đang quay video đó các bạn, thì đôi khi gọi là nó hơi đơ một chút, thì chẳng hay sao mà nó compile hơi lâu. Thì trong những trường hợp mà các bạn thấy rằng là nó compile hơi lâu thì các bạn giữ thẳng tay, chúng ta giết nó đi, chúng ta kill nó đi, rồi các bạn chạy lại thôi, bởi vì rằng là project của chúng ta nó khá chỉ là nhẹ, việc các bạn chạy lại mình nghĩ rằng là nó tốn khoảng 5 giây. Các bạn thấy rằng là mình chạy lại thì nó cực kỳ nhanh. Rồi bây giờ nha, thì mình sẽ vào lại trong home mà các bạn xem nha, mình nhấn enter này. Ồ, chuyện gì đã xảy ra đây? Tại sao mà mình nhấn vào trang home một cái mà nó vẫn ra cái 404 not found? Thì các bạn lưu ý cho mình rằng là việc các bạn chạy code ấy, ở đây thì hay là việc các bạn viết middleware, các bạn lưu ý cho mình rằng là các bạn phải viết theo thứ tự nha. Chúng ta nó sẽ chạy từ trên xuống dưới, từ top to bottom, các bạn không thể viết lung tung được. Thì ở đây thì tại sao chúng ta viết lên trên ở đây một cái thì nó sẽ gọi là nó các bạn vào trang nào thì nó cũng ra 404 not found. Lý do đơn giản rằng là khi có một cái request từ phía gọi là phía client gửi lên ấy, thì ngay lập tức các bạn sẽ gửi phản hồi về gọi là cái file 404 not found. Các bạn không quan tâm đến việc rằng là route của nó như thế nào. Các bạn thấy rằng là nếu như hôm trước ấy, khi một cái request nó gửi lên thì nó sẽ cần phải check trong những gọi là những cái file route của các bạn này. Ví dụ nó chạy vào file web này, nó sẽ cần phải check xem là nó có map với cái đường link mà chúng ta sử dụng ở đây, cũng như rằng là method các bạn gọi là sử dụng là get, post, hay delete hay là put chẳng hạn, thì chúng ta sẽ check trong này. Thì đấy là lý do tại sao ở đây thì mình lưu ý với các bạn rằng là các bạn sẽ cần phải viết theo thứ tự nha.
cũng như rằng là không phải là ngẫu nhiên gọi là mình lại định nghĩa một cái middleware ngay sau khi mà các bạn khai báo những cái đường link route đâu nha. Rồi thì ở đây thì các bạn có thể thấy rằng là tại sao mà các bạn sẽ có một câu hỏi rằng là tại sao khi mà các bạn vào những cái đường link, ví dụ upload file này, những đường link bình thường nó không hề chạy vào cái middleware của chúng ta. Thì mình đã giải thích rồi đấy các bạn, bởi vì rằng là bên trong những cái hàm của các bạn đây này, bên trong những cái router của chúng ta ấy, thì bản chất rằng là các bạn sẽ vào đây đúng không, và các bạn sẽ gọi đến, ví dụ như là các bạn vào cái trang gọi là upload file này, home controller và upload file đúng không các bạn. Các bạn để ý cho mình nhé, trong cái hàm gọi là get upload file, các bạn thấy rằng là ở đây chúng ta có một cái keyword, đấy chính là keyword return. Thì khi mà các bạn có keyword return ở đây thì cái middleware nó không chạy. Đấy là lý do tại sao mà chúng ta vẫn gọi là nhận được bình thường nha. Còn trong trường hợp gọi là các bạn vào một cái page mà chúng ta không hề khai báo router thì cái middleware nó chạy. Đấy là lý do tại sao chúng ta có một cái là 404 not found. Ok chưa? Thì ở đây thì mình vừa giúp các bạn gọi là chúng ta vừa viết một cái middleware đơn giản, cũng như rằng là chúng ta đã có thể gọi là hiểu được gọi là nôm na rằng là một cái middleware nó hoạt động như thế nào. Thì hôm trước ấy, dĩ nhiên rằng là nếu mà ở đây thì mình sẽ viết một cái middleware ngay ở đầu luôn nha các bạn nha. Tức là trước khi mà các bạn vào cái này này, tức là mình sẽ giúp các bạn gọi là chúng ta sẽ viết một cái middleware gọi là để login nha. Tức rằng là mỗi một cái request gửi lên thì chúng ta sẽ gọi là biết được cái log như thế nào. Gọi là mình đang gọi là chúng ta đang tìm hiểu ở phía gọi là ở phía tầng app, thì lát nữa thì đến cái tầng web ấy, tức là tầng router thì chúng ta sẽ viết riêng. Thì ở đây thì mình sẽ quay sang một cái thư viện có tên là Morgan nha các bạn. Thì để cài đặt thì các bạn sẽ gõ như thế này nha. Chúng ta sẽ cài đặt thằng Morgan này. Các bạn sẽ gọi cho mình một cái là npm install trừ trừ same nha các bạn. Các bạn sẽ trừ exact cho mình nha. Chúng ta sẽ gõ chính xác một cho mình một cái là Morgan. Và chúng ta sẽ là a.1.10 1.10.0 nha. Ok chưa? Thì mình sẽ cài đặt cái thư viện này. Rồi, mình sẽ copy nha. Và mình sẽ quay vào đây. Mình sẽ cần phải nhấn một cái cửa sổ mới. Và mình sẽ cài đặt cái này này. Thì trong lúc nó cài đặt thì mình sẽ xem là tài liệu nó dùng như thế nào nha các bạn. Thì các bạn sẽ đọc ở đây này. Các bạn thấy rằng đây, các bạn có thể thấy rằng là ngay từ đầu nó đã có một cái câu là logger middleware for Node.js. Ok chưa? Thì ở đây thì mình sẽ cần phải xem là nó sử dụng như thế nào. Thì mình sẽ kéo chuột nhanh đây này. Nó có một cái hàm này, chính là hàm example nha các bạn. Thì chúng ta sẽ đọc ở đây nha. Thì để sử dụng nó thì các bạn thấy rằng đây, chúng ta sẽ khai báo thằng Morgan này. Mình sẽ copy cái thằng Morgan này nha. Rồi, các bạn thấy rằng là mình đã cài xong cái thằng Morgan này rồi. Và mình sẽ paste vào đây nha các bạn. Đấy, mình đã khai báo một cái gọi là hàm Morgan ở đây bằng cái gọi là khai báo thư viện ở đây rồi. Sau đây nữa thì để sử dụng thì các bạn chỉ đơn giản rằng là các bạn chỉ là app.umorgan.combine như thế này. Mình nhấn copy nha các bạn. Và mình sẽ vào trong này nha, mình sẽ paste vào đây. Đấy, mình sẽ app.um ngay ở đây luôn nha các bạn. À, sau đây thì các bạn nha, tức rằng là chúng ta sẽ khai báo ngay ngay sau khi các bạn định nghĩa app nha. Mình khai báo ở đây thì nó sẽ bị cái lỗi là app nó define, bởi vì rằng là chúng ta chỉ khai báo app ở đây thôi. Mình nhấn Ctrl+S xem là có chuyện gì xảy ra không nha các bạn nha. Mình sẽ quay lại tab bên này. Các bạn thấy rằng là project của chúng ta nó chạy lại rồi nha. Bây giờ thì mình sẽ quay lại cái project của chúng ta. Mình vừa refresh lại các bạn này. Và các bạn quay trở lại này. Khi các bạn quay lại thì các bạn có thấy rằng là chúng ta được log ra ngoài trình duyệt này. Thứ nhất rằng là chúng ta sử dụng method gì này, các bạn vào cái đường link gì này, cũng như là cái hệ điều hành các bạn sử dụng này, trình duyệt các bạn sử dụng này. Ở đây các bạn thấy rằng là ở đây thì mình dùng gọi là Chrome 94. Thì ở đây thì mình sẽ vào một cái đường link khác nha các bạn. Mình sẽ gõ một cái đường link gọi là ABC nha. ABC cho nó đặc biệt nha. Rồi mình enter này. Rồi mình quay lại, các bạn thấy rằng là ở đây mình đã lấy được một cái đường link là ABC nha các bạn. Đây này, cái ở cuối cùng ấy, cái trạng thái của chúng ta là 200 nha. Và các bạn thấy rằng hệ điều hành của mình là Windows này, x64 này, cũng như rằng là nó đã in ra cái Chrome version của mình là 94.0 ấy. Thì đây là những cái thông tin mà cái thằng Morgan nó cho các bạn. Dĩ nhiên rằng là trong thực tế đấy các bạn, thì các bạn gọi là chúng ta gọi là không nhìn gọi là cái log ở dưới cái phần gọi là terminal như thế này, mà chúng ta sẽ cần phải ghi vào file như các bạn. Tức là các bạn sẽ ghi vào một cái file text chẳng hạn, sau đấy là chúng ta sẽ mở với Notepad và chúng ta sẽ search trong cái đống text đấy. Các bạn hình dung rằng ấy, cái file text ấy khi đấy gọi là nó không phải là nặng vài KB nữa. Một ứng dụng thực tế các bạn sẽ nặng vài trăm MB cho đến thậm chí cả gigabyte. Ngày xưa thì ngày trước không phải là mình đã từng làm với các bạn, thì mình đã từng mở một cái file log gọi là nó khoảng hơn 100GB nha các bạn. Tức là các bạn sẽ thấy rằng nó log nhiều kinh khủng luôn, chứ nó không phải là đơn giản đâu nếu mà các bạn chỉ log một file. Dĩ nhiên rằng là để gọi là tránh cái trường hợp mà log quá nặng với các bạn, thì các bạn sẽ nên gọi là chúng ta sẽ ghi log theo ngày. Tức rằng là log của ngày hôm nay, ví dụ ngày hôm nay là ngày 6 tháng 10 thì các bạn chỉ ghi log theo ngày thôi. Chúng ta không chơi cái trò gọi là server chúng ta sống 24/24 mà các bạn suốt ngày các bạn chỉ ghi log theo một file, thì chúng ta tìm log không thể gọi là không thể log nổi đúng không các bạn. Thì chúng ta sẽ cần phải có những cái cách để log thêm nha. Thì gọi là cái đấy thì nó hơi chuyên sâu về cái việc gọi là sau này các bạn đi làm rồi, thì mình chỉ là chia sẻ thôi. Thì ở đây thì các bạn có thấy rằng đây này, cái mình nói rằng là nó hỗ trợ các bạn rồi nha. Thì bạn nào mà muốn tìm hiểu thêm thì các bạn có thể đọc ở đây nha.
Còn ở đây thì mình chỉ là minh họa thì các bạn thấy rằng là chúng ta có thể dùng thêm những cái middleware ở ngoài và nó hỗ trợ ứng dụng của các bạn nha. Và đây các bạn thấy rằng ở đây này các bạn sẽ cần phải gọi là ghi vào file, các bạn có thể đọc thêm ở đây nha. Rồi thì ở đây ấy, thì mình đã vừa hướng dẫn các bạn gọi là cách chúng ta tích hợp một cái middleware ở bên ngoài, và các bạn có thấy rằng là chúng ta đều dùng một cái hàm là app.use. Thì bây giờ thì mình sẽ gọi là gõ một cái middleware ngay từ đầu cho các bạn xem nha. Chúng ta sẽ gõ một cái middleware này, mình sẽ là app.use nha. Mình muốn tự định nghĩa một cái middleware của mình. Đấy. Thì đối với một middleware như mình nói rồi, các bạn sẽ có hai tham số gọi là nó luôn cho chúng ta, đấy chính là request và response trong cái môi trường của thằng Express đây các bạn. Thì ở đây thì mình sẽ console log nha các bạn, mình sẽ console log cho các bạn xem này. Rồi request đi, mình sẽ console log thẳng cái request cho các bạn xem là nó có tí cái gì nha. Rồi. Thì ở đây thì mình sẽ console log một cái dòng chữ nha các bạn. Run into my middleware nha các bạn, middleware. Đấy. Mình sẽ có một cái dòng gọi là run into như thế này. Nếu là nó chạy vào cái hàm này đúng không các bạn, thì chúng ta sẽ có một cái hàm gọi là cái dòng đơn giản như thế này, cũng như rằng là các bạn sẽ thấy được cái request, ok chưa? Rồi. Thì ở đây thì mình sẽ refresh lại các bạn này. Mình vẫn ở trang này nha, mình vẫn ở trang này, mình sẽ refresh này. Thì các bạn có thấy rằng là nó quay 10 vòng trái đất như thế này, nó không hề đi tiếp này. Mình sẽ nhấn như thế này để cho nó bỏ cái nó không server chúng ta đỡ phải phản hồi nha. Rồi. Các bạn có thấy rằng là ở đây có vẻ như rằng chúng ta in được kha khá cái thông tin đấy các bạn. Các bạn thấy rằng là nó có cả tí thông tin ở trong này. Đây này. Các bạn có thấy rằng là ở đây mình sẽ kéo lên trên cùng nha. Mình còn không hề thấy. Ở đây các bạn thấy rằng là mình đã gọi là mình đã xong được một cái gọi là run into my middleware, ok cho các bạn. Và các bạn có thể để ý cho mình này. Nó có cả tí thông tin ở trong này. Các bạn thấy rằng là như mình đã chia sẻ, bản chất của một cái request gửi lên server nó có rất là nhiều thông tin. Chúng ta gọi là chúng ta mới bắt đầu các bạn, chúng ta không cần phải quan tâm đến gọi là quá nhiều thông tin như thế này đâu các bạn. Thì ở đây thì ví dụ các bạn sẽ có một vài cái, ví dụ như các bạn sẽ có một cái vài cái chúng ta hay làm, ví dụ như là header này. Sau này thì chúng ta cần cái header để làm gì? Ví dụ như rằng là sau này các bạn muốn lấy thông tin gọi là khách hàng sử dụng trình duyệt gì để sử dụng website của các bạn này. Các bạn muốn lấy được địa chỉ IP của khách hàng chẳng hạn, thì chúng ta sẽ dùng header ở đây nha các bạn nha. Tức là chúng ta sẽ vào cái gọi là cái header này. Thì ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái phần đấy chính là phần body. Thì ở đâu ấy nhỉ? Thì mình nhìn cái đống sheet này nó nhiều quá các bạn. Thì ở đây. Thì hiểu nôm na rằng ví dụ mình sẽ in ra cái request.header nha các bạn. Đây. Thì mình sẽ ví dụ mình sẽ request.method, mình nhớ rằng là nó sẽ hỗ trợ một vài cái đây này. Thì ví dụ mình console log thay vì gọi là in ra cả cái request thì nó hơi kinh khủng các bạn. Header. Đấy. Ví dụ mình in ra một vài cái thôi nha các bạn nha. Rồi. Thì mình sẽ quay lại mình refresh này. Rồi, mình sẽ nhấn dấu x để cho nó gọi là không gọi là server chúng ta không cần phải chờ nha. Rồi. Quan sẽ thấy cho mình này. Mình sẽ kéo lại thì mình sẽ kéo xuống cuối cùng này. Thì các bạn có thấy rằng là lần này chúng ta ít hơn các bạn. Ở đây tuy nhiên rằng là cái header có vẻ là hơi nhiều nhỉ. Thì ở đây thì mình sẽ xóa đi, chấm method ta. Đấy. Rồi, mình nhấn Ctrl S cho nó gọi là, đồng thời thì mình sẽ tắt luôn này. Mình sẽ chạy lại cái ứng dụng của chúng ta để nhìn cho log cho nó dễ nha các bạn này. Đấy, mình sẽ chạy lại nhìn log cho nó dễ. Thì project của mình nó đang chạy lại rồi, nó chỉ tốn có vài giây thôi mà. Mình refresh nha. Rồi, mình nhấn dấu X nha. Thì lần này các bạn có thể thấy rằng là khi mà các bạn in ra request.method chẳng hạn, thì các bạn thấy rằng nó in ra method get nha, bởi vì là chúng ta đang định nghĩa mà. Các bạn có thể Google thêm một vài cái khi các bạn có thể làm việc với request, ví dụ như là header, body này, rồi method này, path này, các kiểu này, để nó có rất nhiều cái trong cái gọi là request, một cái request gửi lên server ấy, thì các bạn có thể Google thêm nha. Thì ở đây các bạn thấy rằng là nôm na ấy, thì khi mà mình định nghĩa một cái middleware nó chạy theo thứ tự từ trên xuống dưới, thì các bạn thấy rằng là nó chạy vào cái hàm này rồi. Tuy nhiên rằng là nó đứng ở đây luôn, các bạn thấy rằng website của chúng ta nó không hề phản hồi nữa. Mình đang muốn rằng là nếu mà chạy vào một cái đường link gọi là nó không đúng thì nó sẽ cần phải chạy tiếp xuống cái middleware của chúng ta ở đây. Thì bây giờ câu chuyện làm thế nào để sử dụng được tiếp? Thì đối với middleware như mình nói ngay từ đầu đấy các bạn này, nếu như nó là thằng đứng giữa đúng không các bạn, nếu như rằng request hợp lệ nó sẽ cho đi tiếp, hoặc rằng là request không hợp lệ thì nó sẽ deny đúng không các bạn. Thì ở đây thì trong trường hợp này ấy, các bạn thấy rằng là chúng ta đang viết một cái middleware bình thường thôi. Chúng ta gọi là giả dụ là chúng ta gọi là hợp lệ đúng không các bạn. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ làm gì? Trong thực tế nó sẽ như thế này. Các bạn sẽ gọi là check nha. Ví dụ như là các bạn check phần quyền ấy, nếu mà không hợp lệ ấy, thì các bạn gọi là check, các bạn sẽ return ngay tại đây luôn. Đấy. Thì gọi là chúng ta sẽ return một cái response.send cái gì gì đấy ở đây. Ok chưa? Rồi. Còn trong trường hợp mà nó hợp lệ đó các bạn, thì chúng ta sẽ có một cái hàm đấy chính là hàm next. Thì ở đây thì nó sẽ hỗ trợ cho các bạn một tham số, đấy chính là tham số next nha. Cái này là của middleware nha các bạn. Thì ở đây nếu như rằng các bạn muốn cho nó đi tiếp thì các bạn sẽ làm next. Đấy. Thì đây thì nó hiểu nôm na rằng là chính là cái hình này các bạn này. Nếu mà request của bạn hợp lệ thì nó sẽ cho đi tiếp đến server của chúng ta. Thì ở đây thì sau khi mà nó chạy vào middleware này rồi nha, thì mọi thứ rằng chúng ta không hề xử lý gì trong này, nó sẽ chạy hàm next. Thì
thì khi mà nó gọi là chạy được cái hàm next thì nó sẽ chạy tiếp cái đống code ở dưới của các bạn thôi. Thì đấy là cái tác dụng của hàm next nha, mình nhấn Ctrl S các bạn này. Rồi thì bây giờ thì cái server của mình nó đang chạy lại rồi, và bây giờ mình refresh, các bạn để ý cho mình này, thì mình sẽ refresh này. Các bạn thấy rằng bây giờ chúng ta sử dụng bình thường này, đây mình sẽ sử dụng các gọi là các thứ bình thường, mình có ABC, XYZ nó bình thường đúng không các bạn? Và các bạn có thể check cho mình, chúng ta đều có một cái gọi là mình đã in ra một cái là running to my middleware này, cũng như rằng là mình in ra được method của chúng ta này, mình cũng in ra được cái thằng log của thằng Morgan nha. Thì đấy gọi là nôm na gọi là khi các bạn dùng một cái middleware, các bạn thấy rằng là chúng ta sẽ có ba tham số, đấy chính là request, response và next. Cái hàm next này tức rằng là khi request hợp lệ thì các bạn muốn cho đi tiếp thì chúng ta sẽ có một cái hàm next thôi. Thì bản chất các bạn sẽ đọc được cái tài liệu của hàm next này ở đâu? Các bạn sẽ đọc tài liệu tại trên cái express này các bạn này. Các bạn sẽ cho mình đây này, chúng ta có một cái next này, đây này. Thì không phải rằng là mình ngẫu nhiên mình nghĩ là cái này đâu, bản chất rằng là cái thư viện thì nó hỗ trợ cho các bạn hết rồi. Thì trong thực tế các bạn sẽ dùng cái hàm next này khi nào? Mình sẽ lấy một ví dụ gọi là dễ nhất nha. Tức rằng sau này nếu như rằng là các bạn dùng một cái ứng dụng mà đăng nhập với thằng Node.js ấy, ví dụ như rằng là các bạn có một cái route, đấy chính là cái route login đúng không các bạn? Các bạn có một cái route login ấy. Cái route login này thì gọi là người dùng đăng nhập thì người ta sẽ cần phải vào cái route login này. Thì khi người dùng đã đăng nhập rồi thì các bạn sẽ cần phải check xem là người dùng đã đăng nhập hay chưa. Nếu như rằng là người ta đã đăng nhập rồi thì chúng ta sẽ cần phải gọi là chúng ta sẽ redirect người ta gọi là sang cái trang home, chứ chúng ta đâu cho người ta gọi là đăng nhập nữa đúng không các bạn? Thì đấy gọi là tác dụng của middleware nha. Thì ở đây thì chúng ta như mình đã nói rồi, chúng ta có một cái hàm next nữa nha. Thì tại sao mình lại giải thích cái hàm next ở đây? Lý do đơn giản bởi vì ở đây các bạn này, bởi vì rằng là đây là cách chúng ta viết ở gọi là ở tầng server, tức là tầng đầu tiên tầng app. Cách thứ hai là các bạn có thể viết ngay bên trong cái tầng route này. Hôm trước đây các bạn này, cách mình dùng một middleware chính là request.next. Thì ở đây thì mình chỉ giải thích code thôi nha các bạn, bởi vì rằng là chúng ta đã có ví dụ minh họa rồi. Thì hôm trước đây các bạn này, thì hôm trước ấy, bản chất của hàm next này nó dùng để làm gì? Cũng như rằng các bạn có thể thấy rằng đây chính là cách viết thứ hai khi các bạn viết một cái middleware này. Các bạn để ý bên này này, cách viết đầu tiên là các bạn dùng trực tiếp cái hàm use ở đây. Còn cách viết thứ hai, bản chất của middleware là một cái function, thì các bạn chỉ cần truyền đủ ba tham số là request, response và next thì nó là một middleware. Thì khi mà các bạn vào một cái middleware, các bạn để ý cho mình rằng là nó viết ở giữa. Và ở đây thì mình viết một cái middleware ở đây để cho nó rằng là trước khi mà vào được đến cái controller của mình ấy, thì nó là middleware. Giống hệt như cái mô hình này các bạn này, trước khi mà nó gọi là có thể vào sâu được server của chúng ta thì nó phải qua cái middleware của chúng ta. Đấy chính là cái đoạn nằm ở giữa này nha. Thì thực tế sau này các bạn có thể dùng cái thằng JSON Web Token ấy, tức rằng là các bạn muốn xác thực người dùng ấy, thì trước khi mà các bạn có thể gọi là cho người ta truy cập vào dữ liệu đúng không các bạn, thì các bạn sẽ cần phải chạy qua cái middleware. Thì trong thực tế thì các bạn có thể dùng middleware thông qua session chẳng hạn, tức là người dùng đăng nhập xong thì các bạn sẽ lưu session đấy lại, và các bạn sẽ cần phải check xem là nếu như session tồn tại thì các bạn cho đi tiếp, còn nếu như gọi là session không tồn tại hay nó nôm na rằng là cái JSON Web Token của bạn không truyền lên thì chúng ta sẽ deny người ta. Thì cái việc mà deny thì chúng ta sẽ là viết trong middleware. Thì ở đây thì các bạn thấy rằng là khi các bạn viết một middleware chúng ta cần ba tham số. Thì như cái bài lần trước ấy, thì nếu như rằng là chúng ta gọi là trong quá trình upload mà xảy ra lỗi thì chúng ta sẽ gửi ra cái gọi là response.send như thế này đúng không các bạn? Còn trong trường hợp rằng là chúng ta mọi thứ là ok, gọi là dữ liệu người dùng hợp lệ, thì chúng ta chỉ cần gọi cái hàm next thôi các bạn. Thì khi các bạn gọi hàm next ấy, thì thằng express hay nói cách khác thằng Node.js nó sẽ biết rằng là chúng ta sẽ cho đi tiếp. Thì cho đi tiếp ở đây thì chúng ta sẽ gọi là thực hiện ngay cái vế phía sau rồi các bạn, thì nó sẽ thực hiện cái hàm này nha. Đấy là gọi là nói về cái middleware khi các bạn gọi là có thể thực hiện với thằng Node.js. Thì trong video này mình đã gọi là giúp các bạn gọi là chúng ta đã gọi là một cách hiểu gọi là cực kỳ cơ bản nhất khi chúng ta làm việc với middleware. Tuy nhiên rằng để hiểu sâu hơn về cái này thì bắt buộc các bạn sẽ cần phải đặt vào những bài toán thực tế các bạn sử dụng. Thì sau này thì trong những cái khóa tiếp theo của mình thì mình sẽ gọi là ví dụ như rằng là thằng middleware ở đây, thì mình sẽ gọi là khi làm về dạy các bạn về cái authentication ấy, thì mình sẽ giúp các bạn tìm hiểu về cái middleware như thế này. Bởi vì rằng là chúng ta không viết một ứng dụng gọi là login hay logout các kiểu các là điều, thành ra là mình không thể giúp các bạn viết một cái middleware ngay bây giờ. Cũng như rằng các bạn thấy rằng là bốn cái ví dụ mình lấy ở đây thì đã có ba ví dụ mình đã giúp các bạn gọi là chúng ta đã gọi là có ví dụ minh họa rồi nha. Cũng như rằng là mình đã giúp các bạn cách chúng ta gọi là viết một middleware, cách sử dụng một middleware. Thì trong quá trình thực hiện video này, nếu như rằng là các bạn có điều gì vướng mắc cũng như rằng là các bạn có bất cứ câu hỏi gì thì các bạn có thể comment bên dưới video cho mình biết, hoặc các bạn có thể join group Facebook. Thì mình có tạo ra một cái group Facebook với hy vọng các bạn, những người có cùng tư tưởng, những người có cùng chí hướng, thì chúng ta có một nơi để giao lưu học hỏi. Thì link đến số cốt video này, link đến những tài liệu cần thiết các bạn có thể tìm thấy tại phần miêu tả của video cũng như là tại cái comment đầu tiên nha. Thì ở đây thì mình sẽ cần phải review những file thay đổi nha. Mình sẽ cần phải xóa những cái gọi là một vài cái ảnh này đi, bởi vì rằng là lúc nãy thì mình vừa test cho các bạn thôi. Rồi mình sẽ xóa hai cái ảnh upload ngay từ đầu thôi thì nó sẽ mất. Thì ở đây chính là một vài file thay đổi nha.
Thì đầu tiên thì mình cài thêm một cái thư viện thứ ba, đấy chính là Morgan, để gọi là mình check log thôi. Thì đây chính là thằng Morgan nha các bạn. Rồi, trong file server thì mình đã gọi là khai báo thằng Morgan này, cũng như rằng là mình đã giúp các bạn viết một cái customize, gọi là chúng ta minh họa một cái middleware nha. Ngoài ra thì mình cũng sử dụng cái thằng middleware của thằng Morgan nha. Và cuối cùng thì mình đã giúp các bạn gọi là handle cái trường hợp gọi là chúng ta vào cái 404 alpha đối với một thằng middleware. Thì trong cái file gọi là home controller thì chúng ta không hề thay đổi gì, thì mình sẽ bỏ cái gọi là trong file home controller đi. Ngoài ra thì mình giúp các bạn gọi là chúng ta định nghĩa thêm cái file là 404 alpha, nó cực kỳ cơ bản thôi nha. Thì ở đây thì mình sẽ cần phải đẩy code lên này. Git add rồi, git commit không biết đây của chúng ta là video 16 middleware. Rồi, chúng ta sẽ là git push, chúng ta sẽ là git push original dev. Thì như vậy là mình đã đẩy code lên GitHub rồi nha. Nếu các bạn thấy nội dung video hữu ích, đừng quên like, share cũng như bình luận bên dưới video. Nhấn nút đăng ký kênh và bật thông báo để nhận những video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.